Sau hàng nhiệt độ điện xin chào cả nhà. Em lại tiếp tục lên sóng một con máy lọc khí Daikin vầng trăng, một con màu cà phê rất là đẹp các bác nhé. Em phải nói rất là đẹp. Đấy. Màu rất là sang, dành cho các bác nào yêu thích màu tối. Một con màu cà phê vỏ nguyên bản đấy ạ, các bác nhé. Vỏ còn rất là bóng đẹp các bác này. Đấy. Vỏ nguyên bản 100% luôn, về chỉ mỗi lau thôi ạ. Đấy. Cực đẹp luôn. Con này em báo giá luôn là em bán là 4,2 triệu nhé, giá chỉ bằng những cái con đồng hồ vuông ngày xưa thôi. Đợt này giá lọc khí quá là tốt. Các bạn nào những cái máy phân khúc VIP này, các bác đang có nhu cầu thì các bác chốt ngay những cái con dòng lọc khí VIP này. Con máy mà đến công nghệ bây giờ không thể sánh được với nó, một công nghệ màng lọc kép thôi nhé. Các tính năng lọc khí, bù ẩm, khử mùi rất tốt cho sức khỏe của con người, đặc biệt trong những cái giai đoạn không khí ô nhiễm như hiện nay thì các phòng ngủ các bác nên sắm mỗi phòng một chiếc để đảm bảo cái sức khỏe, lọc tối đa cái bụi mịn 2.5. hình thức quá đẹp các bạn, giá 4,2 triệu chưa phí vận chuyển. Máy đã được đấu biến áp điện 220V, các chức năng thì như nhau thôi ạ. Bấm quay nhiều quá rồi các bác xem máy cũng chán. Bấm cho các bác test các nút cho các bác thấy là chạy bình thường. Yeah. Khóa trẻ em tắt đèn thôi nhé. Yeah. Một con máy hình thức nói chung là khá là mỹ mãn, đẹp. Sản xuất 2014 các bác này. MCK70RKST75W. Đấy, kể phần lưng này. Lưng rất là đẹp, máy về chỉ mỗi lau thô đã đẹp này. Giá thành thì cũng rất hợp lý. Riêng con máy này thì nó chấp tất cả các loại máy luôn. Không một con máy nào mà đầy đủ công nghệ như con này. Các bác dùng cả đời không hỏng. Bảo hành 1 năm cho các bác yên tâm sử dụng nhé. Chả có gì để hỏng cả. Báo phần trăm độ ẩm của con này. Báo số điện tử rất là chính xác luôn. Em để mã số 11 nhé. Công nghệ Timmer. Công nghệ màng lọc kép 2 của lọc tĩnh điện. Đến đời này là đời cuối cùng của màng lọc tĩnh điện 2 cột này rồi. Sau này nó làm ăn bớt hết, cắt hết. Không một cái model của cái hãng nào, kể Panasonic hay Sharp, có 2 cột lọc tĩnh điện này. Đây là cái công nghệ độc quyền. Và để sản xuất ra cái công nghệ này sẽ tốn kém hơn rất là nhiều. Những cái con máy này khi sản xuất mới có giá gần 20 triệu đấy các bạn, không thể rẻ đâu. Đây, thanh Timmer khử khuẩn. Rất là đẹp. Màng lọc HEPA thanh mới rồi. Cái màng này khi các bác mua máy của em thì em bán cho các bác giá gốc là 300. Đấy, khoảng 1 năm thì các bác thay một lần. Tùy vào cái lượng bụi như mình nhiều hay ít. Nhiều thì mình vệ sinh thường xuyên là mình thay sớm, còn vài năm. Bình nước buồm to tướng. Những ngày hanh khô. Các bác ở trong Sài Gòn hay thời tiết hay khô, hoặc là những cái nhà dùng điều hòa nhiều, màng tổ ẩm rất là đẹp các nhé. Chung là một con máy chả có gì để chê, đẹp từ về hình thức cho đến giá. Đấy. Vừa lắc rung thì các bạn nó tắt ngay nhé. Đấy. Đấy. Cánh cửa chỉnh cơ, giá 4,2 triệu các bác nhé. Bác nào chốt thì các bác liên hệ. Chào các bác.